Vui không? Vui không? Vui. Làm gì vậy? Quay trực tiếp hả? Cái khoan hả? Dùng khoan đi cúng dây hay gì hả? Bữa nào tại đâu có mấy bữa lên trễ á, lên nghe bọn ăn chơi gì á, nở đã gì ảnh nó chạy. Dưới mấy con luôn hả? Dưới mấy con đây. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Yêu Miền Tây 63 nha. Thì hôm nay là một cái buổi chiều, đi thả diều nữa. Thì chiều ở đây thường là thứ bảy chủ nhật á, thì thả diều nó sẽ đông hơn những ngày thường, vì lúc đó học sinh với công nhân họ nghỉ, có thời gian đi thả diều thư giãn cùng với gia đình. Và lần này trong video này thì có một số sự sáng tạo muốn giới thiệu các bạn trong cái việc thả diều, đó là cứu diều bằng máy. Đưa cuốn về coi, cuốn về bằng máy. Giờ không chơi cuốn bằng tay rồi đó. Cái tiền đứt tay luôn á. Cuốn về thả diều bằng máy nha. Đó, trời ơi cuốn về lẻ vậy cường. Đó trời ơi. Sướng vậy. Trời ơi cái khoan hả, dùng khoan đi cuốn dây thả diều hả? Tiêu nha. Thì đây là một cái sự sáng tạo giúp chúng ta rút nhanh cái thời gian mà chúng ta cuốn dây so với cái thì thả xong một cuốn bằng tay rất là lâu. Ngoài này hình như nó bị trục chặt nhẹ. Bị trục chặt rồi. Cái này thả diều thì vui nhưng mà cái khúc mà cuốn lại trời ơi đúng là một cực hình của một dân thả diều. Các bạn nhất là các bạn nào mà thả thích mà thả xa cuốn lại quải lắm. Khoan, dùng cái máy mũi khoan để cuốn dây thả diều. Ủa Minh Hoàng sao cuốn sớm vậy? Không thả nữa hả? Nó bị gì vậy? Xe của con này tháo xuống sớm rồi, về hả? Giờ thả hả? Trong ngày hôm nay thả thì mình thấy là mấy bạn trẻ thả nhiều nè. Mấy bạn trẻ thả khá là nhiều. Bữa nay là không có mấy chú dẫn con đi thả. Ở đây là trẻ không? Mới lên thả lần đầu hả? Em thả mấy lần đây rồi. Để cô Trang thả, cô Trang coi nó mới. Bữa nào, tại tôi có mấy bữa lên trễ á. Lên 5:30, 6 giờ mới lên, có bữa lên. Ồ, thả lên này kìa. Đối với mấy thằng nhóc nhỏ này á, thì nó thích coi mình thả hơn. Thì mình thả xong á, cái xe rồi. Thường là nó thích coi cái quá trình mình thả, còn cái quá trình mở lên rồi đưa nó cầm chừng chút xíu vài phút nó trả, nó chán lắm. Mấy đứa này nè, nó chủ yếu nó coi mình thả, coi mình chạy dập á. Chứ nó không thích thả đâu, mấy đứa nhỏ này chưa biết thả đâu. Với lại mà thả diều lúc thả lên mới vui, lúc thả rồi lên nó cũng không vui lắm đâu. Bây giờ còn cưa dây người ta không? Hả? Bây giờ còn cưa dây của người ta không? Sao? Sao thả diều mà đeo khẩu trang không vậy? Giờ 5:00 rồi mà. Giờ biết sao không? Cưa giờ mình để diều cơ. Cái sao nó vướng dây mấy này nè, cho nó gớt leo hết luôn. Không nhìn ơi. Này thấy hết nhiều mà. Ủa bên đây nhiều nè. Mượn đi, mượn cây đi, ba chả. Ủa còn nhiều này là mua có cái cây này sẵn ha. À, đúng rồi, cây phải bẻ. Rồi số con đẹp. Kiếm cây nào. Mẹ ơi, về đây. Cây lủng lỗ. Ở đây chơi suối. Thiệt mai nghỉ đi mai thả. Có ngày đi, gì đâu mai gắn tiền hết vô. Thấy người ta thấy gì không đó? Ghê không? Hả? Trời ơi! Cây này nó bị mọt ăn rồi. Trời ơi! Bán diều mà, bán diều mà đưa cây mọt ăn chơi kỳ vậy? Nó không đã, anh nó chảy ra là bóc đám nữa. Bán diều này nhiêu? Nhiêu? 50 ngàn. 30 hả? Diều có 30 mà. Rồi, mất hết 30 ngàn rồi. Chết luôn, về cơ, về anh không hả đó. Bắt đi vô em về luôn hả? Mai đã. Hết trở về tuổi thơ được rồi. Cái này đang trở về tuổi thơ nữa nè. Hôm nay nhiêu tuổi rồi đi thả diều vậy? Hả? Dạ. Hôm nay bạn nhiêu tuổi rồi đi thả diều vậy? Dạ rồi, 20. Trời, 20 còn nhẹ. Ê,
nè, thôi cho miếng tuổi thơ nè, cầm thả ké đi. Ké lại thả ké đi. Người ta kêu lại thả ké kìa. Nè, cho mượn cầm giật giật rồi vậy đó, cho biết rồi. Ủa sao không lụm cái chai hay cái gì đó quấn vô? Tôi thấy mấy đứa kia nó lụm hộp lon đó. Trở về được rồi. Lụm đi, lụm đi, lụm đi, dịnh vô này cho. Ủa giờ làm gì nữa vậy? Nói vô hai cuồng dây, hai cuồng nhỏ hả? Ba cuồng. Được tặng cuồng mới nữa hả? Trời ơi, sung sướng nha. Ở đây thả diều phía sau bãi sau của Phương Trang nè. Đây chiều khá là mát mẻ, thường thường mọi người hay tập trung khoảng 4 giờ, 4 rưỡi, 5 giờ. Lúc đó trời mát mà người ta thả diều khá là nhiều. Đây người ta ngồi người ta câu cá. Đó, câu cái lỗ trống đó. Bị gì Phú? Bị dướng dây với người ta vậy Phú? Rồi, một con rớt nữa. Dì có con nào thả không dì? Dướng mấy con luôn hả? Dướng mấy con đây luôn. Vui vậy. Thả diều bị dướng dây tùm lum hết trơn. Vui quá, dướng quá trời con. Hai đứa này cháu em hả Phú? Hai đứa cháu á. Hai đứa cháu. Ôi bạn bè còn gì đâu. Chạy đi lộn. Chạy đi lộn. Chạy mạnh lên hết lộn. Nghe nào bạn không đi thả diều luôn hả bạn? Không, không có đi. Bữa nay tôi đi bữa đầu. Bữa đầu. Bữa nay trải nghiệm thả diều như thế nào, trở về tuổi thơ như thế nào, thấy vui không? Trời ơi. Đi hoài chóng mặt quá, đứng chỗ đi. Thôi. Kỳ quá. Đang không dám. Sướng vậy, vui vậy. Bữa nào ông dẫn con đi thả diều luôn hả? Này ha. Vui không? Vui không? Vui không? Vui. Ủa, làm gì vậy? Quay trực tiếp hả? Trời ơi. Vui không? Vui không? Vui không?